Hello, xin chào mừng các bạn đã có nhà quá của lóc của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn đã dành cho biết thời gian clip vào xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn hôm nay là thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2022 các bạn. Đó, thì nay cũng cuối tuần rồi các bạn. Thì ngày nay mình đi mua bò. Thì mình bắt được tổng thể là 4 con. Đó, thì đang đứng sau lưng mình này. Thì mới về nói chung cái cỏ xong còn hơi mệt các bạn. Nói nó hơi đuối đuối nhúc. Đó, thì bây giờ mình quay chi tiết 4 con nghe này. Đó, cho các bạn xem và tham khảo. Đó thì mấy con nghé là tối hôm qua mình đăng video thì sáng nay mình đi giao hết rồi các bạn. Đó thì bây giờ trong chuồng mình mới bắt được về được 4 con này. Đó, thì bây giờ mình quay chi tiết lại 4 con nghé này cho các bạn xem và tham khảo. Thì ai ưng con nào thì cứ liên hệ số điện thoại bên góc trái màn hình của mình nha các bạn. Đó thì trong đó có hai con nghé cái Redman, hai con nghé cái Lysim. Đó, bây giờ mình quay chi tiết 4 con này cho các bạn xem. Rồi, bắt đầu vào nội dung chính của mình. Đó, thì ai ở gần tại của mình này các bạn thì tới địa chỉ thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê. Để xem bò thực tế luôn. Đó, còn nếu ai ở xa thì xem video. Đó, rồi có ưng con nào thì liên hệ với mình. Rồi bây giờ mình quay chi tiết 4 con nghé này cho các bạn xem và tham khảo. Thôi tới cửa quan. Nhà con nghé cái mình quýt lên. Nêm vô. Có bộ cái gì ra ra vô đông rồi, đi con, đi đi vô rồi, đi vô dạ. Đứng đó cho nó quen được kia rồi, chứ còn kia cũng mới rồi gọi nữa. Mang. Đây con đi kiếm có bé con rồi. Ừ. Bên nữa có là con ngon là thầy ép rồi con. Con nào đâu? Nó đây nè. Con đen ấy. Con thử bò gì đây? Bò gì bà tộc á. Bà rẫy á. Ồ bà bò nhỉ. Ai biết bò gì con biết chứ ai biết bò gì, cứ thấy con bò nữa con bò vậy á. Ba bò nhảy mất rồi. Thấy chưa đi chưa? Ôi, dế nó kia nè. Dế nó kia à. 19 tháng ấy nè. Cái đội đó nó 19 tháng nó được cái con. Con này? Ừ. 19 tháng nó được là... Mẹ nó đây nè đấy. Ờ, à, nhanh con. Đây là mẹ đây, mẹ đây đĩa đó con này. Mẹ đây đĩa đó hả? Đây con kia cháu quậy. Nó cứ bà được nó đĩa không vậy á. Ừ. Má nó không anh nhảy không? Ờ, con đã nhảy á. Ừ, tốt rồi. Nhảy bò họ bên trường tư lì đấy. Ừ, tư lì này có con bò độc lắm. Đó, bò đã lấy mồi nó nhảy cái rồi. Chim. Xem nó bán mót. Chút con dây mà. Rồi bây giờ con đây nó được 2 tháng rồi phối rồi. Ừ. Phối lại mày, phối bò gì đấy? Phối 2 tháng phối con kem. Kem đi. Tức là con này này lùng 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 đi con mắng lấy chú hồi đó con mắt sữa ngon lắm giờ wow, quá. Mà cứ nghe được cái này đi đó, bây giờ nói chung là mình quay tổng quan trước đó, nó đang ăn các bạn mới xuống xe là cái cỏ nó ăn đó. 4 con đó. Một con sim này, một con sim đây đó. Rồi con man đứng cơn bên này đó, để lại con man ngoài cùng kia. À, bây giờ là mình quay chi tiết từng con cho các bạn xem. À, nói chung là ở cái con là đứng ngoài cùng này các bạn, con là nó không chạy, nó đứng nó trốn rồi này. Đó, thì giờ trước tiên là mình quay con sim đầu tiên. Đó, nói chung là bò mình thì ăn uống thì bao phê luôn nha các bạn. Đó, con nào cũng ăn hèm 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 tốt ăn nha. Đây con này là con đầu tiên, con nghe cái là sim con số 1. Rồi bây giờ 4 con nha các bạn. Mình quay từ xe quay tới đi, tại vì nó đang ăn các bạn, cái máng thì mấy cái hàng lớn con mới không quay được. Con này thì nó cao khoảng 1m2 cứng á, xe tết đồ thì nghiêm, lưỡi đen dày dặn đó, các bạn nhìn cái răng yếm đó, đó. Dày dặn đó, ngay cái là sim lưỡi đen ui ăn hàng trầu vừa rớt các bạn.
đang đứng quay cái vừa nó rớt xuống cái đuôi kia vừa khô hơn bữa đâu đó. Thì hôm nay con số 1 thì cái là chim đó, chân cảnh nó to này, dạo kéo liền yếm này đó, con là được 4 vú các bạn, chục vú như con gái đã đó. Dày ăn rất là dày ăn, dày dạng xe tích đồ nghiêm đó, cao 1m2 dài đòn đây, xương trâu hở bộ đĩa to này đó. Bây giờ chỉ có nước quay dài thôi các bạn, cái tại giờ nó đang ăn mà mình quýnh nó ra thì tậu nó quá đó. Còn cái ông sát bên kia là cũng vợ mình đã nuôi không có bán đó. Con này con live stream đầu tiên đó, thì con này mình báo giá công khai là 18.500.000 à, con live stream đầu tiên này cao 1m2 cứng 1m2 nha các bạn, mèo sắc đẹp dày dặn đó, nó mèo bóc bánh mì, tai đầu vừa, chân cẳng đầu to, vú bốn màu tốt, chân cẳng bự dày dặn đó, giá 18.500.000. Rồi con số 1 xem tiếp, con số 2 đó, con này thì đỏ đẹp, con này cao 1m15 dày dặn, gần gần bò cho không được mập đấy. Đang ăn này các bạn, ăn heo heo này đã lắm, xây tết đồ nghiêm này, bộ đĩa ở đây đó. Con này thì nhẹ tiền thôi đó, cao dài ốm ốm gần gần. Con số 2 đây đó, anh mà cũng dành là giờ đứng rộng rồi các bạn đó. Nhìn nhận yếm nó dày các bạn đó. Nói chung bò mình lựa cấp lai tốt lắm nha các bạn. Đây, dạo kéo này con này 4 vú ừ. Rồi con này mình báo giá công khai là 13.500.000 đó. Con chim thứ hai rồi đang ăn đó. Tại cái con nào trước màn hình của các bạn là các bạn cái con mình đẹp số nha các bạn. Anh này con số 1 là mèo móc bánh mì, con số 2 màu đỏ đây. Đấy, con này con chim. Rồi con man số 3 đây. Đang đứng đây. Con này man đuổi. Đỏ đẹp, một mèo xây tết đồ nghiêm lửa đen. Nói chung là bò mình lựa bò sinh sản là con nào cũng nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Đấy. Đầu trụi không có sân luôn. Đấy, chân cảnh nó to. Đó, bò này nói chung có dơi hết nha các bạn, vô giam hết á, mà điều mình dịch cái rong mình lại ấy qua thôi, mình thả ra mình không có làm giam. Con này thì cũng dày dặn. Đây. Con này thì 4 vú. Đầu trụ lũi không có sừng. Này, sẽ tiết nghiệp con này cao 1m2. Hơi gần gần bò. Bộ đĩa vào đây hơi gân gân các bạn, cao dài mà hơi gân gân đó. Con man này là con số 3 nha các bạn đó, con man này là giá 16.500.000 đấy. Rồi tiếp theo con man số 4 đây, ông đây đó, ông đang đây, ông đây. À, rồi vậy đây quay luôn cho đẹp. Đó, con này dày dặn, cao dài, đỏ đẹp, màu mèo đít như cái banh, dài đòn, xây tích đồ nghiêm lửa đen. Đó, đầu có hộp mít trên đầu rồi các bạn. Cái con mai kia cũng có hộp mít trên đầu, con kia đuối lúi luôn. Dày dặn, đỏ đẹp. Đó. Mẹ anh dễ thương. Đó, thì con man số 4 này giá công khai là 15.500.000. Con này nó nhỏ hơn con kia một xí nhưng mà nó mập hơn các bạn, nó có thịt hơn. Đó, con này thì được cái là 5 vú. 4 vú hay 5 vú đây? À 4 vú các bạn, riêng cái bộ vú nó là phải riêng. Đấy, 4 cái vú như 4 con gái. Dài. Em nhìn bộ vú nó đã không? Đó, con này đồ nái rồi, vú đã ghê. Đó.
Con này là 15.500.000. Con này thì mập mạp dày, nó đít như cái banh, lưng một thớt luôn. Nói chung bốn con này không con nào còn bú hết nha các bạn, bò bú hết rồi, già bò hết rồi, ăn uống tốt hết rồi, không cho ăn giờ ăn dính phân nó cũng ăn luôn. Đó. Mập mạp dày, đầu đuổi. Đó. Rồi bây giờ mình quay tổng quan lại một lần nữa, báo giá lại luôn cho các bạn xem và tham khảo. Đó, con man tuổi này, đó, giá 15.500.000 con này, hiền dạng nha các bạn, rồi gãi rồi thoải mái. Lì vô địch. Đó, giá 15.500.000. Đi không? Đi. Đi. Đó, con này thì dày khối độ khối cái dân rồi, khối khối bàn rồi. Yếm dầu rồi. Đầu cùi lũi luôn. Đó, hộp mít nào ạ? Giá 15.500.000, con nghe đây, con đầu tiên. Đó. Qua, wow, con là con số 4. Rồi con số 3 là con man đây. Đấy, con này man đầu đuôi đây. Đấy. Con này 16 anh em, con này có xác nhưng mà hơi ốm. Đó. Rồi, con này 13 anh em. Đây, con chim này. Hơi ốm 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 á, 13 anh em. Ốm mà cao dài. Đó. Còn ông mập này 18 anh em. Ông này ông chim. 18.500.000. Đó, mập mạp dày bò. Rồi các bạn, đó thì chi tiết bốn con bò ngày nay mình mua đã quay xem. Đó, thì ai ưng con nào thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại bên góc trái màn hình của mình đó. Đó, số điện thoại là 0367888228. Đó, địa chỉ nhà mình là thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê. Đó, thì ai có nhu cầu ở gần thì tới xem bò thực tế luôn, ưng con nào bác con nói. Còn nếu mà ở xa thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình. Đó, rồi mình vận chuyển lên cho tới nhà. Đó. Rồi, nói chung là cái video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, chúc các bạn sức khỏe. Bye các bạn.